mà phải chết á, tại vì giống như ở giải Gaza họ chết đông, bởi vì cái nghiệp của họ tụ về đó, chết cũng chết chùm nữa nha, cũng có nghiệp cộng nghiệp, như Phật tử cũng cộng nghiệp với ông thầy vậy. Còn những đứa họ thiên là cũng có cộng nghiệp với sư phụ, là cộng nghiệp tốt, cộng nghiệp về trời. Tất cả chúng ta là đều có cái duyên chồng chéo lẫn nhau, đó là mình phải thắng cho những cái vong hồn. 5 tuổi nó cũng chết, 80 tuổi mà ở dãy Gaza cũng chết, đó là cộng nghiệp. Mình thắng cho họ được siêu, thì núi mình cũng đã siêu rồi, lâu siêu đạp chứ, nhưng vừa hổm mà siêu được mấy chục triệu đi vậy, đạp vừa hổm cũng nên, nhưng mà để mai mốt rồi siêu tiếp. Chứ mình là lâu lâu mình làm cái bữa lễ mình siêu cho họ, nhưng mà hàng ngày mấy đứa họ thiên á, để mở cái lòng cho rộng ra đó, mình phải khắp cho thế giới. Dĩ nhiên là mình khấn.